Cách làm hết hơi lạnh khi đi đám ma. Đi đám ma về nên làm gì? Người nhiễm hơi lạnh khi đi đám ma về thường hay bị bệnh vì không biết cách phòng tránh. Vậy theo bạn, cách làm hết hơi lạnh khi đám ma là những cách nào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé. Đi đám ma về nên làm gì? Nhiễm hơi lạnh người chết là một điều rất đáng sợ đối với dân gian bởi nó được cho là nguyên nhân gây ra bệnh tật. Nhiều người có sức khỏe yếu như người già yếu, trẻ em, phụ nữ có thai khi đi dự đám ma về rất dễ bị bệnh. Vậy cách làm hết hơi lạnh khi đi đám ma là những cách nào? Hơi lạnh là gì? Ông bà ta thường bảo, những người có sức khỏe yếu hay đang bị bệnh thì không nên đi dự đám ma. Bởi đến đó ta sẽ bị nhiễm hơi lạnh của người chết, về bệnh sẽ nặng hơn. Vậy hơi lạnh ở đây là gì? Có thể gây nên bệnh tật ở con người. Một người nào đó mất đi thì nhiệt độ cơ thể của họ sẽ hạ xuống thấp và là nơi phát sinh ra nhiều loại vi khuẩn gây bệnh. Hơi lạnh chính là dấu hiệu môi trường nhiễm khuẩn do xác chết phát tán, và những người dễ bị nhiễm hơi lạnh là những người có sức đề kháng yếu hoặc đang bị ốm. Đặc biệt là những người có bệnh phong thấp, huyết áp cao. Ngoài ra, có một số người nên kiêng đi đám ma để hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe. Dấu hiệu bị nhiễm hơi lạnh. Khi bị nhiễm lạnh, người nhiễm hơi lạnh thường có các dấu hiệu như run, nói lắp, nhịp tim tăng, thở nhanh. Nếu tình trạng diễn biến nặng, thì người bệnh sẽ bị rối loạn tri giác, lú lẫn, nói nhảm, phù phổi, vô niệu, hạ huyết áp, nhịp tim chậm. Trường hợp nặng hơn nữa còn có thể hôn mê, ngưng tim và ngưng thở. Tỷ lệ tử vong có thể lên đến 40% ở người bị nhiễm lạnh mức độ trung bình đến nặng. Khi cơ thể bị nhiễm lạnh thì xuất hiện rất nhiều phản ứng như mạch máu co lại, vì vậy tay chân bị thâm, tái, thậm chí bị phồng và rụp lên như bị bỏng vì không có máu nuôi. Những người trên 65 tuổi có tiền sử nhiều bệnh mạn tính, sức đề kháng kém dễ bị nhiễm lạnh hơn. Trẻ em, người suy dinh dưỡng cũng thuộc trong nhóm nguy cơ cao. Người mất bao lâu thì hết hơi lạnh? Theo nghiên cứu của các bác sĩ thì thông thường người chết sau 6 giờ sẽ bắt đầu bốc ra hơi lạnh. Vì sau khi ngừng hô hấp, tuần hoàn chết lâm sàng chuyển sang chết thực sự, các quần thể vi khuẩn cộng sinh trên cơ thể người sống bắt đầu rời đi và phải mất đến 6 giờ cuộc thoát xác các vi khuẩn mới hoàn thành. Sau khi các vi khuẩn cộng sinh trên cơ thể rời xác thì những loại vi khuẩn hủy hoại xác chết bắt đầu xuất hiện và giải phóng ra các độc tố để phân hủy xác chết. Quá trình phân hủy này tăng lên hàng giờ, vô số loại vi khuẩn không kể hết. Vì vậy người chết càng lâu thì hơi lạnh càng nhiều, chứ không hề có chuyện hơi lạnh sẽ bị giảm xuống theo thời gian. Cách làm hết hơi lạnh khi đi đám ma. Những đối tượng trên nên hạn chế việc đi dự đám tang của một ai đó. Nếu trong trường hợp không thể vắng mặt thì bạn cũng có thể áp dụng những cách sau để làm hết hơi lạnh. Những cách này vô cùng hiệu quả và linh nghiệm bởi được truyền dạy từ ông bà xưa. Trước khi đi dự đám ma, bạn nên uống một chum rượu mạnh và ngậm một miếng gừng. Bạn cũng có thể vò dập lá trầu rồi nhét vào lỗ mũi hoặc dán vào rốn hoặc xoa lên tay, lên mặt. Ngoài ra trước khi đi bạn cũng có thể xoa dầu gió lên cơ thể để làm nóng cơ thể, tránh nhiễm hơi lạnh. Nhưng cách này không khả dụng lắm nha, bởi đám ma sẽ có những người thích ứng được với mùi dầu. Việc đầu tiên bạn cần làm sau khi đi dự đám ma về là chuẩn bị một lò than nhỏ đặt trước cửa rồi đốt một ít vỏ bưởi bổ kết để trừ uế khí. Hơi nóng của than và mùi khói bưởi bổ kết có thể hỗ trợ sát khuẩn môi trường, giúp ổn định thân nhiệt và khả năng nhiễm khuẩn sẽ được hạn chế. Việc thứ hai, bạn nên giặt sạch quần áo và tắm bằng nước ấm như nước gừng, xả, ổi, chanh. Hoặc bạn cũng có thể tắm với xà phòng diệt khuẩn để tránh những căn bệnh truyền nhiễm. Sau khi tắm xong hoặc xông hơi thì bạn nên tìm một nơi thoáng ngồi nghỉ ngơi đợi 30 phút rồi hãy tiếp xúc với mọi người nhé. Bạn không nên đến gần mọi người, nhất là những người có sức khỏe yếu hoặc đang bệnh. Bạn cũng không nên ôm ấp trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ, bạn sẽ biết cách làm hết hơi lạnh khi đi đám ma. Hiện tượng phơi nhiễm người hơi lạnh, người mất là hiện tượng có thật. Vậy nên để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và mọi người, bạn nên hạn chế đến dự đám ma khi sức khỏe không cho phép hoặc áp dụng theo những cách mà chúng tôi đã chia sẻ nhé.